Thưa quý anh chị và các bạn, chương trình Neoview xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi tiếp câu chuyện của thân mẫu Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và Phương Trang. Và câu chuyện trong tuần lễ vừa rồi chúng ta đã theo dõi rất là hấp dẫn, và bây giờ xin mời quý bạn theo dõi. Dạ. Dạ vâng, chào cô ạ. Có thể nói là cái câu chuyện của cô trong một cái thời gian hạn hẹp, mình nói mãi cũng không hết, thì do đó Neoview mời cô vẫn tiếp tục để mà chia sẻ những cái câu chuyện trong cái gia đình cũng như đời sống và những cái điều mà cô nói. Thì cháu cũng xin được nhắc lại là trước hết là chúc mừng cho cô trong một cái gia đình có cái tình yêu thương để mà các con thương yêu mẹ, anh chị em đùm bọc lẫn nhau. Người Việt chúng ta thường nói là râu nào thì sâu ấy. Do đó cái nền tảng của gia đình thì đó là một cái điều rất quan trọng. Cũng nhờ cái tình yêu thương, cô khiêm cung khô nói là nhờ cái này nhờ cái nọ, nhưng mà thực chất ra theo cháu nghĩ rằng cũng bắt nguồn từ cái sự giáo dục và dạy dỗ của cô, nền tảng gia đình. Vâng, thì xin mời cô cũng chia sẻ cũng như Phương Trang. Thật sự ra ngồi nghe cô nói chuyện mà con cảm thấy là con ghen tị, phải chứ, ước gì con là được thành viên trong gia đình để mà hưởng cái phúc đó. Nhưng mà hồi nãy cô cũng có nói nhiều về vấn đề anh Hoài Linh nào rồi, thì không biết là cô có thể chia sẻ một chút nào đó về trong những cái thời gian mà anh Hoài Linh ảnh còn sống, cái tuổi thơ đó, cái năng khiếu của ảnh nó bộc phát từ thời điểm nào cô ạ? Tôi cũng xin thưa anh chị với là thưa quý vị khán giả là thật sự nó bộc phát từ khi con tôi chừng 6-7 tuổi, là nó đứa nào nó cũng có cái máu văn nghệ. Tôi đi làm về, đi chích thuốc về hay là đi rụng về thì thấy nó cột cái dây nó bằng cái ống cái lon rồi đó, rồi nó làm micro đó. Rồi cái hồi đó là không có cái wireless, cho nên phải quăng lên trên cái xà nhà để mà kéo lên kéo xuống. Lon Ego với lại cái làm chi có lon Ego, lon rồi chi cũng được mấy cái ống. Nó làm nó kéo qua đứa này ha, kéo qua đứa khác. Ngồi xuống thì thả xuống, còn đứng lên thì kéo. Tôi thấy như vậy, tôi thấy con mình như vậy, nó trong lòng mình, con mình nó cũng có năng khí văn nghệ giống mẹ. Thành ra điều đó làm cho tôi thấy, rồi tới khi lần lần con tôi, rồi trong trường học nó cũng vậy, rồi nó đi, nó giúp mẹ, nó mấy đứa con mặc dầu còn nhỏ nhưng mà cũng thấy mẹ mình cực thì cũng có giúp đỡ. Và những lúc tôi đi lấy nước trên ruộng rất là khổ, và có thể nói là đi làm rẫy cũng khổ lắm, rất là vất vả. Bây giờ nhắc tới là Hoài Linh là mấy con tôi nó đều khóc. Bây giờ mà kể chuyện vui đi, mà kể chuyện mà lúc mà ảnh giả làm ông cha để mà làm đúng lễ là thường hay giả. Thôi giả, ông nào nó cũng giả được hết. Ông thầy tu cũng giả, mà ông cha nó cũng giả, mà ông mục sư nó cũng giả, ai nó cũng giả được. Và có thể nói là nói đủ thứ tiếng, là cái chỗ tôi đó tôi mới nói là hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đó, là người Quảng Trị, người Bắc, người Huế, người Nam, người Bình Định, người Phú Yên, người Quảng Nam, tiếng nào sở dĩ mà Hoài Linh giả tiếng nào cũng giống hết là tại nó bắt nguồn từ ngay trong cái thung lũng ở trong cái đó cái xóm tôi, họ kêu là xóm hố, mà cái xóm hố đó là họ ở xung quanh tôi là toàn là những người họ tứ xứ khắp nơi, tứ xứ khắp nơi mà đủ thứ tiếng. Thành từ đó thì mà họ đến ngay chích thuốc ở mình, hoặc là sinh đái là mình đến họ, thành ra họ cũng rất là thương yêu nhau. Và Hoài Linh mấy đứa con tôi đi học về là cũng ra cái xóm đó chơi với họ, nghe tiếng họ nói nó bắt chước. Rồi từ đó anh Hoài Linh anh giả tiếng gì cũng giỏi hết. Có đi ăn cắp ổi ha, ăn cắp mận mà nghe con và Lệ Phương là ta thả xuống, ta cho một bịch đem về. Trèo lên cây mận, mẹ không biết hai mận đó. Phương Trinh mà, chứ con trai hồi đó còn nhỏ lắm. Nhưng mà Trinh lên... với lại chị Trinh. Nhưng mà trong mấy người con của cô vậy thì cái người nào là gần gũi cô nhất? Thì Hồi Trang nè, mấy đứa nói chung là đứa nào cũng gần mẹ. Dạ, nhỏ nói xíu. Là nói là bị... có nghĩa là ai cũng dành cô hết. Bây giờ mà nói là bị dần. Bây giờ con nhớ bây giờ thì mới năm nay hơn năm nay về với Hoài Linh nhiều hơn. Yeah. Hoài Linh nó không muốn mẹ ở trong này, ở trên này thì thấy cháu đông quá, mẹ phải vất vả và nấu ăn. Mà đúng về đây là tôi thể nào không thể làm chuyện đó. Thấy con mình nó cực, nó đi làm rồi cháu mình đi học về cực thì nấu ăn cho mấy cháu, còn bên nhà thì có người làm người ở, thì mỗi bữa thì mời ông bà xuống ăn cơm rồi lên làm cua phim. Nó thấy là người ta có người giỡn là mẹ ở bên Việt Nam là mẹ là nữ hoàng,
Qua bên này đổi một chữ thôi là A Hoàng. Nó xin tới giờ mẹ đổi một chữ đỡ, thôi đổi vậy đó, thành khác hẳn. Tháng nào Quỳnh Linh cứ muốn mẹ về trong nước không à, để được nào. Bây giờ tháng 6 này nó qua nó diễn ở Tâm Ba rồi, rồi là mùng 8 nó dắt về đó, chứ không chờ dành về không chờ. Thì bây giờ cũng ấy luôn hả, nói luôn hả. Thì bây giờ thì cũng như quý vị cũng tại sao mà Hòa Linh đồ Trang đồ là nghệ sĩ rồi đó, thì bây giờ thì Lệ Phương cũng trổ một chút ít cái nghệ sĩ nói luôn hả, đờn một bài bột đờn bài mandolin, mandolin á là một bài nhạc mà rất là cũ rồi, đó là bài Mấy Độ Mùa Thu, Mấy Độ Thu Về. Nhưng mà hôm nay là mà tôi xin nói tôi ấy, tôi đờn thì phải có Châu Đình An nhạc sĩ. Của như cô vậy mà mình vẫn có thể là những cái hồn nhiên nghệ sĩ và giữ được những cái hình ảnh giống như vậy. Mary chỉ mong tới cái tuổi của cô, Mary chỉ làm được một chút xíu, tức là khoảng chừng 30% của cô đang có mà thôi. Bởi vậy cho nên bây giờ mình mới hiểu là tại sao Dương Trượng Vũ nè, Phương Trang nè đam mê vào trong cái âm nhạc, và mỗi người có một cái vẻ, một cái phong cách hát rất là hay mà trình diễn có một cái nhân dáng đặc biệt. Và đây là những cái chất, tố chất nghệ sĩ từ ở trong gia đình mà cô cũng vừa nói, đó là những người cậu và đến cô. Quý khán giả cũng vừa thấy cô Lệ Phương, thân mẫu của danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng như nữ ca sĩ Phương Trang trình bày cho chúng ta một cái khúc mà lấy ra hát, đó là Mấy Độ Thu Về. Cô vừa đàn mandolin, cô vừa hát và còn nhiều bài khác nữa, mà những cái bài mà cô thích lúc đấy cô dạo dạo chơi chơi là có cái bài là Chiều Mưa Biên Giới của nhau, bài đó hay lắm đường xưa lối cổ, bài cậu già cô hát nó mở lên đi cô, bài đó mà mình hát chung cái bài đó với cô thì cũng là vui lắm. Rồi mời cô. Để anh hôm mưa rơi chiều nay, nắng trời nhớ sắc mây pha hồng, đường tâm còn thơ vương khánh tư thì đường chẳng bài
sáng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đại úy Nguyễn Văn Đông. Mẹ rất là đúng ý anh An, tại vì anh nói là khi nếu mà chúng ta hát một bài hát thì đều phải giới thiệu cái người nhạc sĩ là ai. Nhưng mà con xin phép hỏi cô là nãy con có nghe Phương Trang cũng bật mí chút xíu là cô cũng được rất là nhiều người mời đi. Nói chừng xoán người của anh đó. Đúng rồi. Xoán người anh đó. Có nghĩa là con xin phép gọi là dùng cái chữ là được mời cô đi làm MC. MC đám cưới với lại thường thọ. Bởi vì tôi mặc dù tôi ở Mỹ nhưng mà bao giờ tôi cũng nghĩ là về cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Đó, cái đó là quan trọng. Yeah. Ví dụ làm đám cưới tôi không làm kiểu tăng thời mà tôi làm kiểu như từ trước đến giờ. Phải đường hoàng, lễ nghi đường hoàng hay truyền thống coi như của Việt Nam. Ví dụ như đám hỏi thì có, bởi trong đó có cái câu mà hồi xưa có câu nói mà hôn nhân về hôn nhân đó thì không thể là đơn giản được, phải có hôn nhân, mà hôn nhân phải làm dựa trên tinh thần của người Việt Nam của mình, thì truyền thống của người Việt Nam mình. Thì trong đó nó có cái ba cái đám là đám hỏi, đám dặm, đám hỏi và đám cưới. Thành ra khi mà dặm là sao hả? Dặm là tôi đến tôi nói với nhà là hai bên gia đình ngồi là nói với nhau có đồng ý không. Yeah. Kêu hai đứa ra nói tụi con có đồng ý thật sự thì hai bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho tụi con. Yeah. Đó là dặm. Yeah. Dặm khi hai đứa đồng ý rồi á thì tổ chức một lễ đính hôn, tất nhiên là đám hỏi. Yeah. Đính hôn thì cái đó là fiancé, thời kỳ fiancé đó thì đơn giản fiancé thôi. Rồi fiancé rồi thì bàn tới chuyện đám cưới là đính là đám cưới thành hôn. Thành ra là khi mà tôi làm thì họ rất là thích. Về Đà Nẵng hay là về quê miền Tây hay về Huế hay về mà mình làm đám cưới thì họ rất, chính ở đây họ cũng thích. Ở đây con và Kim Anh là mình làm đám cưới mấy nữa. Đó là một cái tập tục có thể nói biểu lộ được một cái văn hóa của Việt Nam mình. Thì cô thấy là cái trai gái thời bây giờ yêu nhau như thế nào vậy cô? Thấy thì bây giờ tôi thấy cũng đơn giản cũng tốt, miễn là hai người yêu nhau nhưng mà có giữ được hạnh phúc hay không, có còn lâu dài hay không. Tại vì người ta nói là bội phát thì bội vũ đó, bội vũ đó. Yeah. Nó nhanh quá thì nó cũng có thể dễ bị rạn nứt, dễ bị chia. Thành ra cẩn thận vẫn hơn. Yeah. Và được sự đồng ý của hai bên gia đình thì tốt hơn nữa. Tại vì hai bên gia đình là cái ánh sáng để chiếu vô, nhìn thấy. Còn mình là cận, không thấy rõ. Mình yêu là mà mình biết, mình chỉ biết đây thôi. Nhưng mà mình không biết quá khứ, không biết tương lai rồi sao ra sao. Thành ra phải chọn, phải lựa. Còn bây giờ thì rất là dễ dãi. Nhưng mà con xin phép hỏi cô là tại vì cô cũng biết là người Việt Nam mình đây làm nail rất là nhiều. Ừ. Mà thời gian mà cha mẹ dành cho con cái thì nói chung rất là hiếm. Là tại vì mẹ tần tảo phải làm nail nuôi nấng con, rồi giờ giấc thì không có nhiều như là thời của cô. Hoặc là thì cô có cái lời khuyên nào cho anh em, riêng anh em tụi con ở đây, nhưng mà đòi khán giả của chương trình Nail View ngày hôm nay nữa. Từ những cái kinh nghiệm của cô, coi như là cô dạy dỗ, thì như cách nào để mà mình có thể làm quen à? Dạ vâng, để mà công hiến làm việc cho gia đình nhiều thời gian như vậy mà vẫn dạy dỗ con. Dạy dỗ được con cái thì thật sự ra bây giờ thì tùy hoàn cảnh của từng người, chứ không có thể nói là bắt buộc là phải như vậy. Khác nói thì tôi nói thì cũng hơi là ấy, là tại vì hồi xưa mới có cái môn đăng hộ đối, chứ bây giờ không có môn đăng hộ đối. Bây giờ hai đứa mà hiểu nhau, thương nhau thì gặp nhau, nhưng mà cũng thông cảm. Có nhiều khi mình say sưa với công việc làm quá, mình cũng quên đi cái bổn phận của gia đình. Tôi cũng xin quý anh chị là cũng nhớ đến gia đình một chút, đừng có vì say sưa về công việc làm ăn. Tiền mình có thể làm ra nhưng mà tình cảm gia đình không phải dễ mà có. Thành ra khuyên các con, các cháu rồi là nếu mà ở trong nghề đó thì giỏi thì có. Người Việt Nam thành công trong nghề nail là tại vì tận tảo, chịu đựng, chịu khổ, cực khổ mới được có ngày hôm nay. Thì vì vậy thì cô Phương nhắc chút thôi chứ cũng không làm chi được. Tại tụi con nhớ tới các em, các cháu là nhớ tới
trách nhiệm bổn phận đối với gia đình, không phải con cái, không còn cha mẹ mình nữa. Dạ. Đó, thành ra cô có ý kiến như vậy. Rất cảm ơn cô. Không, không có bắt buộc phải môn đăng. Cô nói chuyện môn đăng hồi đó là hồi xưa. Dạ. Cái thời và thời phong kiến rồi đó. Chứ còn bây giờ không có. Yêu nhau là đến thưa với cha mẹ, à, con thấy ương thì mẹ lo thôi, chứ không phải đòi hỏi đến cái môn đăng hồi đó. Yeah. Nãy tôi nói với ông nhạc sĩ là tôi nói môn đăng hồi đó là cái thời thời pháp, yeah, thời mà không kiếm thì không biết cái điều đó. Thưa cô, nãy giờ mình nói mà mình quên một cái chi tiết là cháu xin hỏi á, là trong gia đình Dương Triệu Vũ có phải là người con út không ạ? Dạ út. Dạ. Thế thì khi cái cậu út trong gia đình đó, lúc mà bé đã có bộc lộ về cái năng khiếu nghệ thuật hay ca hát gì không? Dạ có chứ. Nó hát chứ. Dạ có hát. Nó cũng ở trong trong trường nó cũng bộc lộ. Cũng biết hát. Duy Linh thì ít hơn nhưng mà cũng thích học đờn. Yeah. Mấy đứa nó học đờn guitar. Hồi đó có khi có thời gian mà mấy chị em ngồi chơi với nhau đó, mình trên sàn sàn nhà gạch đó, nằm xuống, xong rồi mấy chị em nằm đó là xong mỗi người một bài. Tức là phải giữ đúng một bài hát đó và không có sai nhịp, không sai lời, không bị lạc gì hết, không có lộn qua lời người có khác. Có bao giờ mà anh em trong nhà ngồi gọi lấy nhau rồi dựng lên một cái vở tuồng là sáu anh em đóng bây giờ em đang kể về cái chuyện hát nè, đó là mỗi người bật một bài, tức là sáu bài hát, cứ người nào cũng phải hát, và ông Hoài Linh là cái người mà ảnh lấn át người khác dữ nhất. Tại vì cái giọng ảnh ghê gớm lắm, mà ảnh hát cái bài hát mà coi như là mình dễ bị chia trí lắm, ảnh lúc nào cũng thắng. Là sáu người. Và còn vở tuồng thì tất nhiên rồi, tại vở tuồng lúc đó là em với anh Duy Linh là nhỏ lắm, Vũ thì nhỏ lắm, thì chỉ được ngồi trong, một là được làm quân sĩ, hai là kéo dây microphone, tức là anh Hoài Linh mà đứng lên như tới đây là tụi em phải kéo xuống, tại vì là cái microphone nó cao lên nên anh đứng, còn nếu mà anh ngồi là phải thả ra để nó thòng xuống như anh ngồi. Như theo lời mà Phương Trang kể như vậy thì anh hình dung á, với một cái sinh hoạt của anh chị em với bố mẹ trong gia đình, thì cho dù có hoàn cảnh khốn khó như thế nào vẫn có rộn rã tiếng cười. Đúng. Nhưng mà vậy nè, tụi em làm những cái trò đó mẹ không hề biết, tại mẹ đi chích thuốc xong cứ nghe cái tiếng xe Honda, mà nghe tiếng xe Honda đầu xóm, tại vì trong xóm đó chỉ có một mình mẹ có xe Honda thôi, thì nghe tiếng xe là mấy anh chị em ngồi lại giống như là tụi hiền, rất là hiền, không có phá, không có hát, không có gì hết, là ngồi giống như là chờ mẹ về rất ngoan vậy đó. Nhưng mà thực sự là đã bị nổi banh xóm luôn. Nhưng mà như ta đây thì sao, là lúc đó là quân sĩ là cái quân sĩ là ông Duy Linh chạy ra, dạ. Em vẫn cứ phải kéo thôi chứ em đâu được đóng gì đâu. Mình cứ mừng tình ra không thì mình đã thấy là một cái mền, thì nhớ hồi đó cái mền á là cắt một cái đầu, bị cắt đi cái chỉ á, thì mở ra bỏ cái đầu ra ngoài cái mền là một cái áo bào. Đúng là cái là anh Hoài Linh làm đó, anh Hoài Linh làm vua đó, áo bào ghê lắm. Hồi đó làm gì có mà cái đồ mà để mà diễn mà mua này kia, thì chỉ làm giống như vậy thôi. Rồi xong rồi bắt chước dữ lắm, giống như đi coi cải lương này kia, là không bao giờ, bây giờ kể là nếu mà mấy người trong tuồng đó là thế nào họ cũng bắt đầu tụi em, nhưng mà đi coi cải lương hay là đi lúc nào ở trong xóm mà có ca nhạc hay cải lương là cũng đi, mà đi không bao giờ mua vé, không có tiền mua vé, mà mẹ không cho đi. Là em là mấy anh em á, là giống như nằm mẹ phải tới mẹ soát, mà mẹ thấy nhìn trong mùng là thấy mấy cái cộm nổi lên thì ok yên tâm mẹ đi ngủ, nhưng mà thực sự mẹ biết không, để gối là tụi con để gối che mà lên và rút ở dưới, tức là lúc đó cái tường nhà nó không có kín đâu, chỉ biết là lỗ chó đúng không, chung lỗ chó đi xuống dưới đó, mà mấy anh em đi là im lặng mà đi xuống dưới chỗ xã đó, thì bên xã có một cái mương là người ta đóng lại hết, rào lại hết trơn, nhưng mà trước khi đi vô trong trước cái sân bãi để mà coi đó, thì anh Hoài Linh chui vô cái mương đó để leo lên. Tụi em không chui được, tụi em nhỏ quá không chui được, thì ảnh đi ra ngoài, ảnh đưa vé ra rồi cho mấy anh mấy đứa bên này với lại mấy chị, xong rồi ảnh là chui vô, ảnh đi vô lần nữa, cứ làm vậy đó. Rồi có khi ảnh làm cái kiểu giống như là thường thường Việt Nam mà mấy người đi trần trước, rồi xong người đằng sau là vé đây vé đằng sau đó, thì ảnh thấy cái nhóm nào mà 4-5-6 người vậy đó, ảnh sẽ đi đằng sau trước cái người mà cuối cùng, thì đằng sau cái người ta đi trước, cái ảnh nói là vé sau là ảnh vô trước rồi, còn 5 người là một người cuối cùng là người thứ sáu là người đưa vé, đếm ủa sao một thằng vô rồi còn thằng này gần thứ bảy, là coi như là ảnh chung vô trước đó, giống như vậy. Thì khi đi vô là không có phải là đi đằng trước không đằng trước sân khấu, nhưng mà lúc nào cũng đi sớm để đứng xem người ta make up
đứng xem người ta make up, xem người ta sửa soạn để lên sân khấu như thế nào, chứ không không phải là chỉ có coi người ta diễn như thế nào, tức là coi hình ảnh hậu trường đầu tiên. Mà mê, đam mê từ rất là nhỏ, nghe tiếng nhạc rồi từ trong cái nguồn gốc của gia đình đam mê. Vâng, cảm ơn là cô đã chia sẻ những cái điều rất là quý báu về cái đời sống riêng tư của gia đình cô cũng như là tất cả các anh chị em trong gia đình. Trong chương trình Nellview, mong rằng sẽ gặp cô lại một lần khác khi mà cô có dịp về lại đây. Và trước khi để mà chào tạm biệt quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nellview, cháu xin mời cô có một đôi lời để chào tạm biệt. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa trong cái hội này, thật là vinh hạnh cho tôi, không phải dễ chi mà được lên ngồi đây đâu. Hồi nào tôi muốn la lên, tôi muốn nói lên về cuộc đời của tôi hay là con cái tôi mừng về hãnh diện về con mình thì đâu có được. Bữa nay rất là may mắn và được kính thành thật cảm ơn trong gia đình Neo đã cho tôi có cơ hội để tôi đến để gặp các anh chị và các em làm ở trong ngành Neo. Cố gắng mình phải giữ cái uy tín của mình là trên hết. Đó là ngành Neo. Đừng có làm chị họ nó ở cái người Việt Nam nó làm Neo khác. Mình phải giữ cái Việt Nam của mình là phải làm đường hoàng. Và cái ngành Neo của mình phải giữ uy tín cho ngành Neo. Đó là điều của bà. Kính thưa quý vị, và tới đây thì giờ của tôi cũng hết rồi. Tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã nghe những nỗi niềm của tôi, những nghiệt ngã của tôi, những cái sung sướng vui sướng của tôi, tất cả buồn vui sướng khổ của cuộc đời tôi và con cái tôi đã trang trải cho quý vị hết rồi. Vì vậy, thành thật cảm ơn quý vị đã ngồi nghe tôi nói và kính xin cảm ơn anh nhạc sĩ Châu Đình An và Mary và Nhân cũng như Phương Trang đây. Chương trình Nellview, Châu Đình An, Mary, Nhân Trần, Phương Trang xin hẹn tái ngộ đến quý vị và khán giả trong chương trình kế đến.